Núi xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Chào cô chú anh chị các bạn. Sáng nay hai anh em đi ra mấy cái bờ kinh cặp bờ ruộng, nó có mấy cái sòng bơm nha các bạn. Thì hôm qua mình có đặt chín cái tả bẹt, còn mình còn gọi là vớn mini nha các bạn. Thì hai anh em đi ra đổ kiếm mớ đồ về để mình làm đồ ăn, mình ăn cơm bạn ơi. Chung mùa này cũng là cái mùa khô cho nên là đi săn bắt cũng khó khăn lắm. Có gì mình ăn đó nha các bạn. Đây cái đầu tiên. Ôi ôi. Ôi ôi. Có ớt nữa nè, có ớt nữa nè. Có ớt luôn. Lấy cầm cầm ấy, lấy cái thùng nó được. Ôi ôi. Cái gì trời? Ôi con cóc. Lấy bắt cóc ra đi. Con cóc. Ôi con cóc. Chết queo rồi, ngủ rồi. Con cóc. Đây bạn ơi, quá trời có ngu non luôn rồi. Để xuống, để xuống, để chết đó. Quá đã luôn rồi. Cua nữa nè. Cái gô non này mình đem về mình thả nha các bạn, chứ mình bắt ít mình ăn cơm, còn nhiêu mình thả. Còn sợ ớt ha. Ừ, có sợ ăn cơm còn nhiêu mình thả tép nhóc luôn rồi. Cái thùng đó ớt, chú ớt, chú ớt này đặc lập chạy á, chạy rồi đó, vài bữa khui ra là chạy đó. Ôi ôi cua nhóc luôn. Nước vô con sống về mình thả tép nhóc luôn. Tép này về biết làm gì không? Làm gì? Làm khô, làm tép, làm khô khô tép à? Ừ, khô tép để Tết ăn mấy ngày nữa, trời nắng này là mình phơi đi được rồi, đổ mới xài được ha. Ừ. Cái đầu tiên nhóc hết luôn, cái đó mình cho vô xô hả? Cho vô xô đi, cho vô xô nó mới sống. Vô xô xếp vào đó mới được. Đổ đây luôn hả? Còn mấy tép nữa kìa, quá trời tép luôn. Tép về mình lựa ra. Cá này nè mình nuôi chừng 3 tháng hả? À. Cá rô á. Nuôi chừng 3 tháng là có ấy à. Để nuôi luôn hả? À? Ừ. Thả nuôi. Cái thứ hai bạn. Xa nặng quá. Nặng. Tại lục bình quá mình đi vỏ không được. Bỏ bộ luôn. Rồi, nheo hụt coi nè. Còn nheo dưới cho nè. Quá đã. Không phải có sộn hết hồn rồi. Trở lên một cái một sộn sộn, nãy giờ không thấy có con lươn nữa. Còn nước có lươn chưa vậy? Chưa rút xuống không? Chấu quá vậy. Chấu về lựa mệt luôn. Ê có con lươn kìa. Ngủ rồi. Ngủ rồi, con lươn kìa. Ồ. Chưa. Ngủ ha sao? Cắn chung nữa hả? Ừ. Im im im, ủ cắn chung bự lắm. Nước rồi đó, chảy à. Sao khai nước hả?
Dạ. Hết vớn rồi. Ôi rồi. Ủa con rắn bự lắm Thơm ơi. Đương ngủ rồi. Ngủ rồi. Hương là chắc bị rắn ăn nè. Ừ. Ăn nhã. Ôi vậy, đỡ rắn lên coi. Ghê quá. Ủa nó bự. Nè. Sao á luôn. Ừ. Rồi. Quá đã các bạn ơi. 400 gram. Đó. Thì còn có con cái gô quá trời to rồi. Cái 2 kg không ta? Cái này 2 kg không ta? Cái ngoài 2 kg á. Cá lồng tông cành cành không à? Này là đủ thứ đồ ăn luôn nè không? Ừ. Sặc có nè. Tép nè. Bữa nay làm như ít tép ta. Nha. Gì vậy? Ghê quá. Ốc bỏ lên bờ luôn đi. Lụm ốc ra đến đèn cá. Bỏ lên bờ đi. Quá trời cá tung tích. Gu bí. Gu bí này chân giòn ngon nha Thơm. Gu bí này chân giòn ngon á. Xào sáng ngày cũng ngon. Ừ. Xào sáng ớt. Này chịu khó nuôi cho nó ăn là 3 tháng là có cá gô ăn rồi. Nói gì? Có con lươn nữa kìa. Đập ốc nó cho nó ăn. Đấy đặt mọi dạng câu không có cua con giờ cua con nhóc chân luôn. Thả lại cho sống. Sống 11 mình bắt. Ứng thùng. Được không? Quá nhảy ngoài hết rồi. Lụm đi không? Cái vớn nó chắc chạy dữ lắm. Cái vớn nó chắc chạy dữ lắm. Vớn của ổng hay gì? Trời đã. Nửa thùng rồi. Xách quàng tay luôn. Tới nhà là lên chuột luôn á. Tới nhà là lên chuột con khỏi tập tạ ha. Bờ kinh này lúc trước mấy anh em đặt lập ếch trúng lắm nè. Ếch bự không à. Vài bữa là khai nước ra mình đặt lập ếch được rồi đó. Đặt theo mấy sòng bơm này. Sòng nhỏ nhỏ. Cái này mơi chạy mới dữ nè. Cái đang khui nước nè các bạn. Cái này mơi chạy dữ lắm nè. Bữa nay chưa chạy khỏi đổ. Mơi á. Mơi á. Mà nước hơi phèn. Nhiều không? Để lên luôn đi. Mới đổ. Cái khu nước này nè. Ngày mai mới giữ. Trên ruộng nó rút gom xuống. Đổ cái là mấy kilo. Công người. Cái tạ nữa. Gì? Được cái thùng nhớ ra được có cái thùng để bên nó bên nó ngon. Đều ha. Ừ. Chắc đây tới nhà dỡ lên dỡ xuống rồi. Ừ. Vậy lên chuột luôn á. Yeah.
mừ rồi. Bên mừ hả? Rồi. Mới đổ sáng căng thẳng ra đây. Hết luôn rồi, cái này mời mình về luôn đi. Còn. Còn nữa. Còn cá trên hả? Còn. Nhóc chưa. Quá cá. Cái này khu chạy dữ lắm nè. Mở dấu hả? Rồi. Còn ít. Còn ít để luôn đi. Đổ luôn đi. Đổ luôn hả? Đã mở rồi. Còn ít. Ai hay quá ta. Tép bự bự không ạ? Ừ, có tép rồi được rồi. Có tép nhóc luôn, có tép đi mà. Bành bành không? Dục mấy con xuống. Thả mấy con con này. Cái cua là tới, người ta tới mà cắt lúa là đi móc hang là bự hết rồi. Cái này thế nào? Cái này có bị anh mừng đúng không? Cái này còn hai cái nữa. Chạy không? Không chạy luôn hả? Chưa khu nấu chưa chạy. Kệ mình neo đó đi. Neo chừng nào khu nước thôi. Ừ. Cái cá này mà về bữa nó chạy lắm. Ừ. Đi. Hả? Có chị ơi. Dở rồi. Còn cái hai cái cuối nữa các bạn ơi. Cái cuối cùng. Này chưa khô nữa. Chạy đó. Nheo hết trơn kìa. Nheo hết trơn kìa. Quá trời luôn rồi. Ừ, nheo kìa nè. Quá trời luôn. Đấy lắm á, xào xào ơi. Xào xào quá. Nhiều lắm nhiều. Cái này khui mới chạy mới giữ kìa, giỡn trên đó kìa. Kẹo con luôn rồi. Tại cái này, cái miếng đất này nó dài nè. Nó có một cái đường nước mà. Rất là dài tới trên đụng xuyên á luôn nha các bạn. Mà có chỉ có đường nước xuống đây thôi. Ồ, khu mà chạy trở lại cái này. Ừ. Cái này mà khu một cái dám đầy cái xô cốt luôn á. Ừ. Ôi ôi. Nguyên chắc luôn. Nguyên chắc, nguyên si luôn. Quá trời đã luôn rồi. Im mà nghe em nha. Có lý. Mày về thả nuôi đã luôn rồi. Ừ. Ồ. Nửa cái lô. Cái này nó chưa khô cho nên là con cá lớn nó còn trên ruộng á. Ừ. Cá lớn nó chưa có ấy. Sao ổng không khô vậy ta? Mới ghé phân. Ờ rồi. Mới ghé mới ghé phân qua. Mình đặt cái ổng mới ghé phân à. Thì mình đặt qua. Ừ. 2 3 ngày đó nó khô. Nó phân nó mạnh xuống mới khô phải không? Ừ. Khui ra cho nó cứng cây lúa.
quá im, quá im. Vô sâu này luôn nè, nước này còn chảy lưu ghiêu nữa. Giờ chút nữa mình về mình lựa lấy tép thôi, còn nhiêu mình thả thôi. Tép gà mặn cơm à. Tép gà mặn là ngon rồi, có tép là mừng rồi. Được đóng cá nặng không, phê không, phê không, phê chứ. Tại vì dưới kinh lục bình quá mình đi mới được. Nổi răng không, nổi răng luôn ha. Đây mình đặt cái này ở cái sau chạy mình nha bạn, về gần tới chạy rồi, còn cái cuối cùng. Lục bình cho nó mới chịch mà ừ, nước lượt lên giác về luôn. Quá trời đá luôn. Thì mình chạy có nãy giờ chạy hình như có 3 cái chạy hả? 3 cái hả? Mấy cái kia có khui đâu chạy. Nó con gắn chung nữa không là yên rồi đó. Đây, cái cuối cùng mà. Mà sao không thấy con nheo như ta? Này mới nước ngoài tràn vô. Không thấy nheo hả? Dạ. Trở lên cái xào một cái. Trời ơi. Có hai ba con cua hả? Một lần đi. Khỏi đổ đâu. Chưa khui nước. Chưa khui. Khui chạy mới giữ. Cái này xả phân chứ không biết. Đây, vô thôi. Mới xả. Mới quay qua thì khui. Cầu đắng không gầy, không có nhái, không cầu, không có lóc nó canh cầu đắng đâu được. Cháo ngon. Phải cháo ha. Mát không? Ăn làm xị nữa ha. Ăn cháo cầu đắng làm xị ha. Ăn cháo cầu đắng là phải làm xị. Để chạy rồi. Quay qua được không? Rồi con. Nè 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 nè. Anh mày cũng sủa nữa hả mày? Có còn cá nhỏ nhỏ đó. Còn cá nhỏ nhỏ đó. Vô. Đổ trong này cá lóc nó ăn hết rồi sao? Có cá lóc đâu bạn? Gì? Có cá lóc đâu bạn? Còn cái gì? Còn cái gô nhỏ nhỏ bữa mình đi làm về còn dư như đổ ở đây đó. Rồi đổ cái lửa đi. Đấy, đừng gắn nhảy xong luôn đó. Còn gắn với lương vô rộng lại chẳng nhảy xong. Khế. Khế chua. Bông. Hút ra lửa tép còn nhiêu đổ xuống dưới đây. Nó dính tép không? Tép nằm dưới. Tép nó không lên mặt hả? Không, nằm dưới khao dưới. Ồ, lòng tông bự bự không? Lửa lại mấy cái lòng tông đi. Không. Lửa lòng tông lại mình khó tí quá. Lòng tông bự không hả? Con tông bành bành không? Con tông này ăn ngon cái cơm nữa đó. Nó
gì, được nhiều làm khô cũng ngon, như cái cơm vậy đó. Cá lăng tông bự nha các bạn. Lăng tông bảy chầu gì, đầy đủ mặt hàng. Lòng tông này nấu lẩu mắm cũng ngon nè, lẩu mắm, lẩu chua, hay là kho sả ớt, chiên bột, đủ món vậy ha. Rang muối đổ xuống dưới giùm, đụm mấy ốc ra cho nó xuống dưới luôn đi. Trong nó bự, lòng bạch bành bành. Đây mình đổ xuống cái vùng này luôn, mình nuôi luôn các bạn. Trong nè. Đó. Xô cá làm đông bự không. Đông tép mà không mệt. Các bạn ơi, anh em lựa ra cũng được mớ tép nè, với lòng tông. Thôi mình kho sả mình ăn cơm. Mấy cái rô này mình thả xuống lại. Cua con này mình cũng thả luôn. Cái sạch cái đồ mình thả mùng nuôi hết. Rô, tép. Thôi mình chượng mớ tép mình cắm câu cá chê. Này kiếm trùng hiếm lắm. Tép cũng chạy dũng dũng cá chê nó cũng ăn mà. Như đây đủ anh em ăn rồi, dư sức luôn á. Đổ mấy cái rô xuống luôn đi. Chuyện cái xô sau lưng. Còn cái xô nữa, quên nữa. Còn nữa, chưa hết đâu. Quên cái xô này nữa. Bắt không đông bự lại. Cá xuống nè. Thả cá xuống có lóc táp rồi ha. Chắc cũng còn sót con hai con vậy. Mà con hai con không lẽ nó ăn hết như đây. Biết đâu. Nguyên si luôn ha. Đi. Có con cái gặt ghi nguyên si luôn. Ồ, con tông bự. Hai con luôn rồi. Tông nó bự rồi nè, hết hồn cá lăng tông bá luôn. Tông văn lưới là vũ khỏe lắm á. Còn tép nữa kìa, bự bự nhóc kìa, hai con tép bự luôn á. Con lòng tông bự nữa kìa.
chắc dễ bật bật. Còn con lươn chỉ. Nhỏ thả sống thiêu đó hả? Ừ, đủ ăn rồi, ăn được buổi sáng. Con bánh chung là ngon rồi, con bánh chung vậy mà chung ngon lành chung để dành đi mới mốt gom 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 nhiều nhiều cái mình nấu lẩu nó ăn á. Ừ, nó ăn ngon lắm. Nhiều không cá bự không không này nuôi 3 tháng à. Bự. Ủa con lấy nhiều mà. Thả đổ rồi. Thả gỗ hả? Ừ, đổ vô muỗng nè. Bự hả? Vừa 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 vậy đó. Sao không mua con thấm hả? Vừa vừa. Ủa cá lô kiến lọc lóc đó đi. Chứ xong cá lô kiến nói gì nữa. Kiến vô địch. Rồi. Không, cái này để tí nữa hai anh em kho xả nghệ ăn cơm nha các bạn. Thì video của mình cũng xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo nha. Giờ hai anh em cũng xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Chào cô chú anh chị và các bạn nha.